trương phòng khám vật lý trị liệu nhằm hỗ trợ điều trị cho bà con địa phương, trao quà cho người dân khó khăn trên địa bàn là những hoạt động thiện nguyện đáng chú ý của Phật giáo các tỉnh Kiên Giang và Đắk Lắk, ghi nhận của phóng viên bản tin An Viên 24 giờ. Nhân lễ tưởng niệm lần thứ 63 cố hòa thượng Thích Phước Thạnh, tổ khai sơn chùa Vĩnh Phước tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, chùa đã khánh thành giảng đường Huệ Ân và khai trương trung tâm vật lý trị liệu hỗ trợ điều trị bệnh cho bà con địa phương. Tại đây, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa, đã gửi lời tri ân đến các cấp chính quyền, quý Phật tử, mạnh thường quân đã hỗ trợ xây dựng giảng đường, giúp đỡ việc hoạt động của trung tâm vật lý trị liệu với quy mô 3 phòng khám. Để khám tại đây, bà con được lương y chuẩn đoán bệnh, trị liệu vật lý, châm cứu và bốc thuốc điều trị. Còn tại Đắk Lắk, Thượng tọa Thích Giác Thăng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trụ trì tịnh xá Ngọc Nhiên, huyện Krông Park cùng Phật tử đã phát 150 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Theo đó, 100 phần quà được trao tại thị trấn Phước An, 50 phần quà được trao đến bà con dân tộc Ede, xã Ea Chông, huyện Krông Park với tổng kinh phí thực hiện là 45 triệu đồng.